Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Trong khoảng thời gian giải lao vừa rồi, cả hai chàng trai cũng đã suy nghĩ lại xem phần ấn tượng của mình sẽ dành tặng cho cô gái nào đây. Với Tấn Lộc thì sao nào? Lộc có sự thay đổi nhẹ. Đã có một cái tần số đã gà trúng được cái đài của Lộc. Cái đài. Tần số nào vậy nhỉ? Lộc ấn tượng với lại cô gái số 1. Wow, đó chính là Dương Tiên. Chúc mừng Dương Tiên. Còn hai cô gái mà thôi, không biết là sự ấn tượng của Tuấn Vũ sẽ như thế nào đây. Em cảm thấy bạn số 2 lúc đầu em ấn tượng, em thấy có một xíu gì hơi khác với cái gì em suy nghĩ khi mà Hoàng Anh bước ra đây để vượt thử thách. Dạ đúng rồi, khác ở chỗ nào không? Khi mà bởi vì em thấy mà hai người cãi vã nhau thì có thể là ngồi lại một tí và mình bình tĩnh hơn. Đúng rồi, bình tĩnh hơn và mình xử lý một cách nó sẽ hay và nhẹ nhàng hơn, và mình sẽ tìm hiểu lý do nguyên nhân tại sao, hoặc là mình có thể giải quyết được. Đến hiện tại bây giờ thì em đang rất ấn tượng với bạn số 1. Thì bạn rất là cá tính. Bạn rất là cá tính và năng động, cũng giống như em. Em cũng một là và một vận động viên trước đây. Dạ. Ai cha. Cái đây là tần số tình yêu mà, đúng không anh? Đúng rồi. Chúng ta có quyền mà. Cả hai chàng trai cùng ấn tượng bởi một cô gái duy nhất mà thôi. Một lần nữa chúng ta đi. Ngay sau đây, chờ đón xem gương mặt xinh đẹp của cả ba cô gái. Xin mời cả hai bước lên sân khấu. Xin mời quý vị chiêm ngưỡng nghe sắc của cả ba. Hồi hộp quá. Cả ba đều rất là xinh đẹp, dễ thương quá. Mọi người cảm nhận như thế nào về Dương Tiên? Còn Hoàng Anh thì sao nào? Nghe kỹ nha, nghe kỹ ý kiến của bà con, cô bác, lối xóm, hàng xóm xung quanh nha. Còn bạn Tuyết Nga. Ca này khó à. Ca này khó à. Đó bà sở hữu những đôi mắt rất là to, xinh, những nụ cười rất là dễ thương. Có rơi chỗ nào? Ngay sau đây xin mời quý vị đến với phần giao lưu gặp gỡ với hai cô nàng Hoàng Anh và Tuyết Nga. Tình hình sao là ngoài thực tế y chang vậy luôn đó, dễ thương đáng yêu hết sức luôn. Chờ đợi bấy lâu, bỗng một ngày em nhận ra rằng đâu đó vẫn tồn tại thứ tình yêu đơn giản, chẳng màu mè tô vẽ, chẳng cần sánh bước cùng một anh chàng đẹp trai mặc sơ mi trắng đúng chuẩn người yêu nhà người ta, chỉ cần một bạn nam ngốc nghếch dễ thương, gãi đầu cười hiền 24/7, thế là đủ rồi anh ha. Đợi lâu như vậy, nỗi lòng nhiều đến vậy, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông tay. Thì đó chẳng phải là do hai đứa mình không có đến một giây chung tần số hay sao? Nhưng vốn tính cố chấp nên nếu em dành thanh xuân còn lại để chờ đợi, liệu anh có viết tiếp hành trình của mình cùng với em? Cảm xúc như thế nào khi đến với chương trình này ạ? Dạ hôm nay thật sự là em rất là vui khi đến với chương trình này và được gặp hai anh. Hơi tiếc là hai anh không chọn em. Còn dạ. Bạn Tuyết Nga, bạn có điều gì muốn nói không? Em chỉ có một điều nhắn gửi là hai anh đã bỏ lỡ cơ hội được ăn những món em nấu rồi ạ. Ai chà. Tôi thấy ấm bớt không khi mà cái anh tên là Lộc á, hồi lúc đầu thì anh nói anh ấn tượng mình lắm, cuối cùng anh lại thay đổi mục tiêu. Không sao anh ạ, đôi khi cái tần số của mình có thể thay đổi một chút, nó rất là nhanh thôi, mình không thể kiểm soát được cái điều đấy. Tình cảm, tình yêu rồi đúng không nào? Chúc cho cả hai sẽ luôn tràn trề những năng lượng và tích cực. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Tạm biệt Hoàng Anh, tạm biệt Tuyết Nga. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một vòng khá là thú vị, đó là bí mật của chàng. Và bây giờ bí mật của chàng như thế nào đây? Chúng ta sẽ khai thác qua từng chiếc điện thoại cá nhân của mỗi anh ấy. Đầu tiên sẽ là điện thoại của Tuấn Vũ nha. Kết nối với hình nào? Đúng là màn hình nền với cái phông nền giống như là của Dương Tiên luôn, một cảnh hoàng hôn trên biển. Mở khóa ra nào. Một ngày thì bạn thường hay ấn vào cái ứng dụng nào nhiều nhất? Dạ em ấn vào Messenger, tin nhắn Facebook.
là do em phải trả lời khách hàng rất là nhiều. Dạ. Buôn bán kinh doanh mà. Dạ đúng rồi. Cho tôi xem hình ảnh nè. Rất là nhiều mặt hàng, rất là đẹp. Wow. Có bán giày nữ không hen? Dạ đây nữ đây anh. Đó, Dương Tiên ơi, Tiên ơi. Cả kho giày đang chờ em Tiên ơi. Tiên có thích tại vì giày nào không? Thật sự là bây giờ em đang rất là bận rộn và em đang muốn có một bà chủ. Dạ. Hay quá, Tiên ơi, Tiên có thích mang giày thể thao không? Dạ, em rất là thích mang sneaker. Đặc biệt là nãy em thấy giày của Tiên rất là đẹp. Có phải là em đến để đi vào chơi team anh không? Câu trả lời đó em sẽ trả lời sau ít phút nữa. Đa số đều là những hình ảnh về sản phẩm. Body đó của ai đó? Cái của tấm hình cạnh em bé đó. Của em. Mở cho coi chơi 6 múi nè. Wow. Săn chắc chưa? Em rất là thích đi bơi và đi du lịch. Dạ. Không biết là Tiên có thích đi du lịch không ta? Dạ em rất là thích đi du lịch, đặc biệt là đi ngắm biển à. Đó. Em có dự định muốn đi đâu không? Hè này thì em muốn đi biển Vũng Tàu nhưng mà em chưa có ai để đi cùng hết. Trời Vũng Tàu. Người đó có thể là anh được không? Cái đây là chi nhánh một của em. Là mấy anh em mình đội bóng có Tiến Linh nữa kìa. Dạ Tiến Linh là có đối với em là chung phòng luôn. Vậy hả? Ở chung phòng. Năm 14 tuổi em có tập trung lên đội bóng trẻ, bóng đá trẻ BKM Bình Dương. Tấn Trường, Đinh Hằng, đúng rồi. Rồi anh Đức nữa, nhiều lắm. Dạ. Là bạn là đồng đội của những anh ấy luôn. Dạ đúng. Rồi có thời gian em có tập trung lên đội tuyển U19 Việt Nam chung lứa với Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng. Dạ. Rồi sau giờ mình rẽ hướng qua một hướng khác, cũng là thể thao nhưng mà một ngành khác. Em bị đứt dây chằng và bị vỡ sụn chêm. Vỡ sụn chêm ở trong đầu gối luôn. Dạ. Rất là nguy hiểm và nó khó hồi phục lắm. Dạ. Như lúc mà em mới vừa bị chấn thương á, là khi mà mình ở trên lầu mình chỉ tập cơ đồ này nọ thôi, mình không có chạy nhảy như mấy anh em. Thì mình nhìn xuống lầu á, mình thấy anh em chạy nhảy thi đấu vui chơi rất là vui. Mình cảm thấy lúc đó em thật sự là em rớt nước mắt luôn. Em rất là đau. Dạ. Những khi mà đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và những cái thất bại đó, những vấp ngã đó, bạn chia sẻ với ai đây? Hình như là em không chia sẻ ai hết. Nó tương đương với cái hình nền đi. Dạ vâng. Nghĩa là tự mình vượt lên. Một chàng trai rất cá tính, rất mạnh mẽ. Và đương nhiên đối với những người có ý chí như bạn, thành công đang đón chờ. Tò mò điện thoại của bạn Tấn Lộc chút xíu nha. Ít những ứng dụng quá ha. Dạ vâng. Bạn giải trí bằng ứng dụng gì vậy? Điện thoại em lúc nào cũng là công việc là nhiều, ít khi nào game lắm. Game thì chỉ có một vài trò thôi. Quan trọng là nhạc. Khi mỗi lần em stress, em vui gì đó là em sẽ nghe nhạc. Có một cái điều đặc biệt là phía sau nó có một cái tờ tiền. Không biết cái tờ này nó có ý nghĩa gì với Tấn Lộc không? Cái này là 1.000 won của Hàn Quốc. Như nãy bạn số 1 có hỏi Lộc á, mà Lộc chỉ có trả lời khoảng 20-30% thôi. Và bây giờ thì Lộc sẽ nói là lý do tại sao cái mối tình thứ hai của Lộc bên Hàn Quốc. Đó là Lộc với lại cái bạn nữ này là quen nhau được 1 năm 10 tháng 3 ngày đúng, và chia tay vào ngày 22 tháng 10. Và cái chuyện dẫn đến chuyện chia tay đó là một cái bạn nam người Hàn Quốc là qua Việt Nam học và đã kết bạn với lại bạn gái của mình mà mình không biết. Và vì sao cái tờ tiền này? Đó là trước khi qua bên Hàn Quốc thì cái bạn trai của bạn gái mình tặng cho Lộc cái tờ 1.000 won. Coi như là đây là tờ tiền của mình để lại kỷ niệm. Tuy là khi nhìn nó cũng hơi đau nhưng mà nghĩ là thôi, mọi chuyện nó đều qua rồi. Nếu như có được một tình yêu mới, bạn sẵn sàng cất cái tờ tiền đó vào một góc kỷ niệm của mình? Chắc chắn là cái ốp lưng này là sẽ để hình của hai đứa chụp chung. Nhớ nha. Và cái tờ tiền này sẽ nằm ở một vị trí khác. Thôi chúng ta gạt bỏ qua cái chuyện tình éo le đó đi ha. Cảm ơn những câu chuyện mà cả hai chàng trai đã chia sẻ. Ngay sau đây xin mời quý vị dành cho Dương Tiên đôi phút để cô ấy tận tay tìm hiểu xem thế giới trong chiếc điện thoại của mỗi chàng trai sẽ như thế nào đây. Xin mời Dương Tiên. Và bây giờ chờ đợi xem quyết định cuối cùng sẽ như thế nào đây. Xin mời quý vị giải lao trong một phút. Chúng ta đến phần gây cấn nhất, đó là phần quyết định cuối cùng. Cả hai chàng trai nhân vật chính cùng chọn cùng tần số tình yêu với một nữ duy nhất mà thôi. Sẵn sàng nha. Xin mời tất cả mọi người cùng tiến về sân khấu.
gán trần để đưa ra quyết định cuối cùng của mình sẽ kết nối tần số tình yêu qua điện thoại với chàng trai nào đây. Không biết hai chàng trai có điều gì muốn nói trước cuộc gọi này không? Em có một lời muốn nói với Dương Tiên là: Tiên ơi, dạ, anh chẳng có gì ngoài trái tim chân thành. Và khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu Tiên. Dễ cưng. Tấn Lộc, anh muốn giữ tổ tiên đấy thì sao nào? Yeah. Anh yêu tiên đấy thì sao nào? Yeah, baby. Đồng ý nha Tiên. Ê, có tần số tình yêu mạnh nhất đây. Điện thoại của bạn đâu nào? Đưa ra cho mọi người cùng thấy được tín hiệu đến từ tần số tình yêu. Chúng ta cùng đếm nha. Chuẩn bị 5 4 3 2 1 Xin mời. Và Dương Tiên sẽ kết nối. Em luôn trên mơ mê. Lời hát của anh đã chạm tới trái tim của em rồi. Đặc biệt là nãy em thấy giày của Tiên rất là đẹp. Có phải là em đến để đi vào trái tim anh không? Tình yêu với... Đó chính là Tuấn Vũ. Anh nghe đây. À, xin chào anh ạ. Xin chào em nha. Mình chưa nói chuyện nhiều với nhau nhưng mà theo những gì em tìm hiểu từ sở thích cũng như là cuộc sống của anh thì em nghĩ là tần số tình yêu phù hợp với em chính là anh. Cưng chưa trời, bắt tay hữu nghị quá ha. Kiếm tuần chi giờ qua không có gì. Xong lập nãy giờ ngồi kế giờ đứng kế luôn cho nó có cặp có đôi. Cái quyết định cuối cùng đó của Dương Tiên, trái tim mình ra sao? Dương Tiên đã vỡ. Vỡ rồi. Rất là rung, có một tí xíu buồn. Chúc mừng em đã là bà chủ của một cái thương hiệu giày. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn Tấn Lộc ngày hôm nay đã đến với tần số tình yêu. Và chúng tôi cũng mong là cái tờ tiền 1000 won Hàn Quốc sẽ thay đổi trong tương lai. Tạm biệt Tấn Lộc. Dạ anh mới hỏi nè, sao không chọn Lộc mà chọn Vũ? Dạ thì cuộc tình quá sâu đậm đó thì em nghĩ là em chưa tự tin để có thể sẻ chia với anh đó. Để thay đổi hoàn toàn 100%. Dạ vâng đúng rồi. Và bây giờ sẽ là một món quà ghi lại dấu ấn rất đẹp ngày hôm nay dành cho cặp đôi chúng tôi Tuấn Vũ và Dương Tiên. Chương trình tần số tình yêu cũng có phần quà dành cho hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ có những khoảnh khắc thật đẹp ngay bây giờ và cả sau này nữa nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn. Em cảm ơn anh trai. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép khép lại tại đây và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HT7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin mời Lê Lộc và quý vị khán giả hãy chào đón nữ chính ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của bạn Quỳ Linh. Xin mời. Chào đón một cô nàng cũng rất là trẻ tuổi, dễ thương, đang là sinh viên, bạn Nhật Linh. Chào Nhật Linh.